chứng minh AOM thẳng hàng, thẳng hàng. Thì các bạn dùng lại dữ liệu nè, dùng lại dữ liệu hai cái tam giác SCI đồng dạng với tam giác SOSOD. Đó, dùng lại cái dữ liệu này giúp lại SCI SOD, hai cái tam giác đó đồng dạng nha các bạn, hai tam giác đó đồng dạng. Thì bắt đầu nha, mình gợi ý trước nha. Cái góc này nè là đánh số 1 vô nha. Góc này là đánh dấu để các bạn thấy, góc này bằng góc này, đánh số 1. Được chưa? Hai tam giác đồng dạng, hai góc này bằng bằng nhau. Tiếp tục góc D1 chắn cung gì à? Chắn cung CCB, đúng không ạ? Tiếp tục góc M này, M1 này cũng chắn cung CB. Được chưa? Tiếp tục góc này với góc này như thế nào ạ? À? Bằng nhau, lý do đối xứng. Vậy suy ra hai góc này như thế nào ạ? À? Bằng nhau, hình chữ gì ạ? À? Chữ Z cho thấy nó song song. Song song mà thằng này vuông với thằng này thì suy ra thằng này cũng vuông với thằng thằng này, mà thằng này vuông thì ba cái điểm này nội tiếp đường tròn mà góc này là góc vuông thì chắc chắn cái cạnh huyền phải đi qua tầm ô nha các bạn. Các bạn nghe kịp không ạ? À? Không nghe kịp là nói là giảng lại nha. Không nghe kịp. Rồi, bắt đầu ta trình bày nè. Ta có nha. Ta có gì ạ? À? Góc mình ghi một chữ các bạn tự điền nha. Góc C1 nè. Tự điền ba chữ nha. Bằng D1, lý do hai cái tam giác này đồng dạng. Được chưa? Góc C1 bằng góc D1, hai tam giác đồng dạng. Và D1 nè, chắn cung gì à? CB. Tiếp tục bằng góc M1 cũng cung. Hai góc nội tiếp cùng chắn cung BC. Ok chưa? Và ta có suy ra trước đi à? Suy ra trước đi để mất công. Được chưa? Vậy suy ra C1 bằng M1. Mà C1 bằng, ở đây là y nha, xin lỗi y nha các bạn, y lộn tên nha, y xin lỗi y nha các bạn, cẩn thận sai tên nha các bạn, y nha, đây là y à. Rồi vậy y một bằng y hai, lý do hai góc đối định. Được chưa? Rồi vậy từ đây suy ra M1 bằng y hai. M1 nè bằng Y2, chữ gì à? Chữ Z. Vậy suy ra OI song song với lại MB. Mà mình có gì à? OI vuông với lại AB. Vậy suy ra MB cũng vuông với lại AB. Hôm nay vuông, vậy suy ra cái góc AB, cái góc này nè là góc 90 độ. Đó, 90 độ. 90 độ thì suy ra tam giác ABM vuông tại B. Mà mình biết rằng ABM đều là nội tiếp hình tròn tầm ô mà nó là vuông nữa. ABM thuộc cái đường tròn ô mà nó vuông nữa thì chắc chắn một điều à, AM là đường cạnh huyền, là đường kính, mà đường kính thì đi qua đâu ạ? À? Đi qua tâm ô, nên suy ra ba điểm này thẳng hàng. Ok chưa? Bạn nào chưa biết comment giúp lại đấy các bạn.